người nuôi đã nói là ăn ăn quả ấy. Không được nói kẻ trồng cây của người nhá, mà ăn quả ở những người trồng cây. Đạt Lỗ Giải Trí 24 giờ xin chào anh em nhé. Sau khi nhận thông tin mà cây đào bị gãy do cái trận mưa cách đây 4 ngày vừa rồi ấy, thì Đạt Lỗ nắm được thông tin và hôm nay Đạt Lỗ có về quê và xem lại cái chuyện xảy ra như vậy, thì Đạt Lỗ thấy một điều rất là tiếc, vì là đây là một cây đào mà Đạt Lỗ đã xin cách đây 2 năm và mang về trồng và chăm sóc nó được cái tán lá rất là xung xuê, và nó đã năm vừa rồi nó đã ra quả rồi, nhưng cái trận vừa rồi nó mưa gió to quá làm gãy. Và đây là cái hình ảnh mà cái cành đào nó bị gãy cách đây mấy ngày và gia đình đã vứt ra ngoài cái góc vườn. Và đây là cái quả đào đã bị héo, còn tất nhiên là trên cây của nó thì vẫn còn những cái quả đào còn lại, vẫn còn xanh tốt. Thì Đạt Lỗ sẽ lát nữa sẽ vặt xuống đây mọi người xem này. Đây là cái hình ảnh mà nó bị tước. Đấy, gió to quá nó tước do cái cành nó xung xuê quá, và cái đào thì nó rất là giòn, chính vì vậy mà nó bị xé rách ra và rơi xuống cái thế của cái một cái bên tán của cây đào. Thì cây đào này thì Đạt rất là tiếc, và hôm nay thì Đạt đã vặt còn những quả còn lại xuống, để mục đích ngày hôm nay thì Đạt sẽ sang nhà anh Đạt ấy ở phía lát nữa Đạt sẽ đi thì mọi người theo dõi nhá. Và bây giờ thì Đạt sẽ mang cái quả đào này ra nhà người anh mà đã cho Đạt cây đào cách đây 2 năm, để lát nữa uống một trận rượu và anh em có những cái tâm sự và nói chung là nhớ người trồng cây mọi người ạ. Bây giờ đến cổng nhà anh Toàn, anh con nhà bác của Đạt, thì bây giờ Đạt sẽ đi vào đây. Vì trước đó Đạt đã nói với anh Toàn là anh ơi, cây đào anh cho em là nó bị gãy mất rồi, thì bây giờ Đạt sẽ mang cái quả này vào thì Đạt sẽ nói với anh Toàn tiếp theo. Đây đại ca, tí nữa uống rượu nhá. Đây gọi là ăn quả nhớ người trồng cây chứ không phải nhớ kẻ trồng cây. Sao lắc anh? Đau quả à? Rồi lúc nữa nhâm nhi vài chén, phải nhớ chứ, ăn quả và nhớ người trồng cây chứ. Giờ thì anh em tôi bắt đầu vào mâm nhá, mời mọi người cùng dùng bữa trưa vui vẻ với anh em tôi nhá. Huynh đệ nhà nghỉ cũng biết. Thứ nhất là huynh đệ anh em, và thứ hai là người nuôi đã nói là ăn quả ấy. Không được nói kẻ trồng cây của người nhá, mà ăn quả ở những người trồng cây. Đây là cái cây đào mà hồi năm ngoái Đạt nó xin anh Toàn là cái cây đào ấy, thì về trồng năm trước nó được một vụ hoa rồi, thì năm vừa rồi được tiếp vụ hoa nữa và nó ra quả mọi người này. Sau đó để quả thì hôm vừa rồi mưa nó gãy mất phí quá, hôm nay là phải vặt luôn, mang ra đây để anh em được thứ nhất là thưởng thức, thứ hai là cảm ơn những người mà đã cho mình cây, đã trồng cây thì bây giờ có kết quả. Tính cái bước ngày hôm nay là đại ca này. Chúng tôi chắc đi nha bạn. Nhưng mà uống rượu thì cực kỳ ngon luôn. Chấm muối này anh em ạ. Đã. Mời tất cả anh em, trong đây Đạt Lỗ phải lên một cái clip anh em ạ, để nuốt cái chủ đề là ăn quả những người trồng cây. Hôm nay anh em tôi sẽ uống rượu bằng cái đĩa đào này, và không quên được những cái món truyền thống mọi người nhá, không quên được những món truyền thống.
và rượu rút ra cuối. Xin mời anh em nhé. Và cũng đừng bao giờ quên cái món này mọi người nhá. Đây gọi là đậu sống, tức là đậu chưa xử lý, chưa rán, chưa gì cả. Đây gọi là đậu sống. Uống rượu mùa hè 36 độ này thì có mặn, khó cưỡng. Rượu xong thì lại có cái này để mà giải khát này mọi người, là chống say giải khát. Đó là nước gì mọi người không? Nước đậu cho đá. Nói chung là món truyền thống thôi nhưng mà nó cực kỳ ý nghĩa mọi người ạ. Đạo, đây là đạo diễn anh Thắng, là đạo diễn ẩm thực như tôi, đạo diễn hình mọi người ạ. Cho nên là xin chào. Nước đậu là một này, đậu sống là hai này, lòng lợn là ba này, và đặc cái món đặc biệt nhất là cái đĩa đào. Đấy mọi người ạ. Đào không một không á. Biết rồi, rồi một lần nữa xin mời cả nhà nhé. Rồi thì xin mời mọi người một ly rượu và chúc tất cả mọi người một buổi sáng chủ nhật thật sự là vui, nhiều niềm vui bên gia đình mọi người nhá. Còn hôm nay Đạt Lỗ đã nói rồi là nó sẽ quay một đoạn clip để nói về ý nghĩa của cái đĩa đào vừa rồi, thì cụ thể là mình đã nói rồi, bây giờ tóm tắt lại một lần nữa cuối là đây là anh Toàn, anh tôi đã cho tôi cây đào và tôi đã trồng năm 2022. Thì năm nay nó có quả, nhưng cái trận mưa vừa rồi ấy là nó bị gãy mất cái cành, thành thử ra là tôi phải vặt quả, nó chưa được chín thì thôi, xanh xanh như này mới là ngon, nó mới là tình, nó mới là nghĩa. Thì hôm nay là anh em tôi uống chân rượu và uống rượu đào, rồi uống những cái món truyền thống như tôi nói. Đó, hôm nay thì xin mời anh em nhé, cùng anh em chia sẻ những tình cảm với mọi người nhé, và đặc biệt là cái ý nghĩa là chính của người nhá. Giờ thì kết thúc, Đạt Lỗ xin kết thúc clip mọi người nhá, mời mọi người ăn đào lần nữa. Và đừng bao quên là ăn quả luôn luôn nhớ người trồng cây nhá. Tuyệt đối không được gọi kẻ trồng cây mọi người nhá. Phải nói là ăn quả nhớ người trồng cây mọi người nhá. Ngon không? Chua chua, chát chát, nói chung là vị thanh, cộng một chút muối của mình vào tạo nên một cái vị rất là tuyệt vời, rất là khó tả luôn. Nói chung là rất là ngon mọi người nhá, rất là ngon. Và thế rồi, ok, cảm ơn mọi người. Xin chào.